Quảng Ninh hành trình khát vọng. Chương trình công diễn các ca khúc tiêu biểu được lựa chọn từ 60 MV ca nhạc do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh. Đó là những câu chuyện kể bằng âm nhạc với âm hưởng vượt thời gian, có sức lay động mạnh mẽ. Những ca khúc cách mạng hào hùng, những âm hưởng đậm chất dân ca, hay những ca khúc trẻ trung về một Quảng Ninh đang cất cánh sẽ được các ca sĩ, nghệ sĩ thành danh của Quảng Ninh thể hiện. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Hoàng Thái, Tuấn Anh, Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Hồng Trinh, Đoàn Hồng Hạnh cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ của vùng mỏ. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 30 tháng 10 tại quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hạ Long và được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3, livestream trên fanpage QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7 của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Vé mời tham dự chương trình sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long phát tới nhân dân qua các tổ dân khu phố.